Theo truyền thông đã đưa tin, vào đầu giờ sáng ngày 26 tháng 5, trong khi các em học sinh chuẩn bị vào lớp, một cây phượng vĩ to trong sân trường trung học cơ sở Bạch Đằng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị bật gốc. Tai nạn đã khiến một học sinh tử vong, 12 em khác bị thương. Ông Trần Quang Bá, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số học sinh bị thương, 4 em được đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn ITO, trong đó một em chấn thương nhẹ, 3 em được mổ xương vào trưa ngày 26 tháng 5. Hiện giờ tình hình 4 em đã ổn. Với 8 học sinh được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2, 5 em đã được thăm khám khá ổn, bệnh viện đã cho về, 3 em còn lại bị gãy chân hoặc bị ảnh hưởng cột sống chờ mổ. Nam sinh tử vong là em Nguyễn Trung Kiên, 12 tuổi. Em qua đời khi chỉ mới học lớp 6 khiến tất cả đều vô cùng xót xa, thương tiếc. Chiều cùng ngày, tại buổi họp báo thông tin về sự việc, thầy Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bạch Đằng đã kể lại khoảnh khắc các thầy cô tiếp cận với Kiên khi phát hiện em bị cây đè trúng. Khi ấy gặp các thầy cô, Kiên vẫn tỉnh và vẫn có thể nói chuyện. Tuy nhiên sau đó em đã bất tỉnh mê man và không thể qua khỏi dù đã được các bác sĩ cứu chữa. Riêng em Kiên lúc đầu các thầy cô tiếp cận và hỏi chuyện em có sao không. Em Kiên thì chào, em không có sao. Lúc này các cô giáo cũng cho uống nước rồi chờ xe cấp cứu đến chở đi bệnh viện. Tuy nhiên khi xe cấp cứu đến thì lúc này em Kiên đã bất tỉnh mê man rồi. Thầy hiệu trưởng kể lại. Sự ra đi đột ngột của Kiên đã khiến tất cả người thân và những người quen biết đều bàng hoàng thương xót. Theo những người dân sinh sống gần nhà, Kiên là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Đặc biệt, mẹ Kiên mới sinh em bé chỉ mới vài ngày. Sau khi nhận được tin dữ của người con, người mẹ đã được đưa lên băng ca về nhà để lo hậu sự cho con. Quá đau đớn vì mất con sau khi sinh em bé thứ hai mới được 2 ngày, người mẹ trẻ bật khóc nức nở, phải nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ để đưa về nhà lo tang lễ cho con. VTH, tên thường gọi là Bon, 12 tuổi, học chung lớp với Kiên, bị trật khớp sau vụ cây đổ. Cậu bé kể rằng tai nạn xảy ra khi chỉ còn khoảng 5 phút nữa là vào học. Tụi con đang ngồi ở phía đầu, Kiên ăn được 2-3 muỗng đồ ăn sáng là cây nó gãy cái đùng. Con cũng không biết gì luôn, con chạy không kịp, quay qua là nằm xuống luôn. Còn Kiên chắc cũng vậy, chạy không kịp nên bị cây đè, Bon kể. Chiều ngày 26 tháng 5, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến viếng và chia buồn với gia đình em Nguyễn Trung Kiên, học sinh tử nạn trong vụ cây phượng đổ tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng sáng cùng ngày. Trước đó, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng có mặt chia buồn với gia đình nạn nhân. Ông cũng thay mặt lãnh đạo thành phố hỗ trợ gia đình số tiền 20 triệu đồng. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân quận 3 và Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ cho gia đình các em bị thương 5 triệu đồng. Ngoài bảo hiểm y tế, các chi phí chữa trị cho nạn nhân sẽ được thành phố chi trả. Sau vụ việc, cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân sự việc. Ông Lê Công Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau vụ cây phượng bật gốc trong khuôn viên trường trung học cơ sở Bạch Đằng ở quận 3 đã khiến 13 học sinh gặp nạn, đơn vị đã cho người xuống kiểm tra. Vị giám đốc khuyến cáo khi trời mưa đang lớn kèm theo gió mạnh, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần hạn chế đi ra đường nếu không có công việc cần thiết, không nên đứng gần những cây xanh, tránh nguy cơ gãy cành hoặc tróc gốc gây tai nạn. Ông Phương cho biết thêm, thời gian qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xảy ra nhiều vụ cây xanh bật gốc gãy cành, nguyên nhân chủ yếu do dòng lốc và thân cây đã mục ruỗng bên trong. Theo ông, qua cơn mưa một số loại cây sẽ ngấm nước, tán cây rộng tạo nên sức nặng khiến cây dễ bị tróc gốc vào hôm sau. Những cây già cỗi nếu được cắt tỉa cành sẽ phòng và hạn chế được tai nạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bản tin 24 giờ của kênh ống kính hậu trường. Các bạn nhớ nhấn like và subscribe theo dõi kênh để cùng cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có xanh anh em xem muộn ngay, xem vì mỏi tay.